Ở đâu mà đại mà mỏi đâu. Mỗi thằng một con, xin cảm ơn. Mỗi thằng con chào mình chết đi ạ. Vô không? Từ. Khoan từ. Các anh vô đi, tại vì bây giờ em quay phim mất tiêu rồi. Im lặng. Muốn cái nhà luôn. Cho em vô. Hôm nay mình mặc đồ rất đẹp giống như đi đám cưới vậy. Đi đám cưới để chúc mừng vui thứ vậy. Nhưng mà mình đi đây chúc mừng iPad. iPad này do Phong Duy và Halo nhập về. Được 5, 6, 7, 8, 9 con gì đó. Tất cả đều là 16 ghi. Nhỏ gọn. Đọc rất là nhiều review, rất là giới thiệu ở trên web rồi, nhưng mà chắc là cái cảm giác đầu tiên cầm lên chiếc iPad này rất là hồi hộp. Rất đông anh em đang tập trung ở đây để mà xem cái chiếc iPad này. Cái đợt hàng này về đợt đầu tốc độ rất là nhanh nên mà chúng ta anh Phong phải chịu nhiều chi phí nên là giá còn khá cao. Tuy nhiên nếu mà bạn sẵn sàng vì công nghệ thì có lẽ cũng không thành vấn đề. Đây à bạn. Wow, quá đã. Rất là chắc chắn. Đây cục sạc. Đây là dây sinh. Thấy rồi. Nó chìm ngưỡng nhìn vào tính đứng tay. Bây giờ mình sẽ bọc siêu hai bát 16 viên. Một lớp màn hình gương giống như là iPhone với AirPods. Như thế là máy thiết kế kiểu như unibody trên MacBook Pro bằng nhôm nguyên khối. Hơi nặng bởi vì làm bằng nhôm. Có vẻ rất là chắc chắn. Cái viền dày khoảng hơn 2 phân nên rất là chắc chắn. Cái nút thì khoảng bằng nút của iPhone, nút bật trên đây rất là nhỏ. Mình có cảm giác là cái màn hình của iPad nó đẹp hơn iPhone bởi vì cái màu đen khi đọc lên rất là đen, nó không có hơi một lớp sáng như là LCD bình thường. Logo quả táo phía sau được sơn đen. Không phải là mạ trắng như là iPod hay là như là iPod hay iPhone mà là đen hẳn. Chúng ta có một loa ở một bên, vậy là loa là mono. Ở trên đây ta có cái jack cắm 3 ly và có lẽ cái bên là mic. Đây có nút như thế này, mình cần phải có máy tính để mà active cái iPad này lên. Rất đẹp. Cho mình mượn cái máy tính của mình. Hôm nay của nó chiều này là tôi sẽ được mà. Em ghé chỗ khắc tên đó, cái chỗ khắc tên không? Gần cà phê Tinh Tế luôn, khỏi khắc tên ở đâu. Tới đây đi, anh đưa máy anh về nha. Nhiều người thắc mắc là tại sao cái viền của iPad này dày, để chúng ta phải cầm nó. Nếu nó mỏng quá chúng ta cầm thì tay chúng ta sẽ chạm vào cái màn hình cảm ứng. Em một rồi. Rồi, thì mình sẽ xin thử một cái